Sáng nay, đoàn công tác của Ban tuyên giáo Trung ương do Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng. Chuyến thăm của đoàn công tác Ban tuyên giáo Trung ương lần này nhằm nắm tình hình hoạt động của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng thời gian qua, việc quán triệt đưa các nghị quyết của đảng vào các sáng tác của văn nghệ sĩ, những khó khăn từ thực tiễn, để từ đó tiếp tục bổ sung, kiến nghị, hoàn thiện các văn bản chỉ đạo của đảng trên mặt trận văn hóa, văn học nghệ thuật theo đánh giá, thời gian qua hoạt động văn học nghệ thuật của Liên hiệp Hội và các tổ chức thành viên luôn theo đúng định hướng đường lối văn hóa văn nghệ của đảng, khơi dậy tiềm năng sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ. Bên cạnh đó, công tác sưu tầm, bảo tồn và huy di sản văn hóa dân tộc cũng được quan tâm. Tại buổi làm việc, Liên Hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng cũng kiến nghị trung ương tạo điều kiện tăng cường các hoạt động đối ngoại nhân dân để văn nghệ sĩ có thực tiễn giao lưu, tích lũy kinh nghiệm sáng tác tăng cường đầu tư nguồn lực để hoạt động văn học nghệ thuật ngày càng đi vào chiều sâu phát huy giá trị